5. Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á đã cho bài học. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều luôn. Dạ con xin thay mặt đạo tràng trước nhất là kính tri ân sư trước, để sư đã vào đạo tràng chúng con, cho chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng, trơ hoa lành đại tạng mùi hương, pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập giá ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăm khối tâm mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tới mê cầu được y tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 5. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Dạ con kính tăng đạo toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày thứ hai, ngày 12 tháng 4 năm 2021. Và ngày hôm nay là ngày thuyết giảng của Thượng Tọa Tiểu Quyền, và cũng do cái duyên sự cô Nhật Quỳnh vừa trình bày cho biết đó là hôm nay Thượng Tọa có việc bận giảng kinh trong cái lễ sám hối tại chùa Quảng Nghiêm, thì Tịnh Đàn xin thay Thượng Tọa Tiểu Quyền để giảng bài học ngày hôm nay, đó là câu kệ ngôn pháp cú số 5. Trước khi đi vào buổi học thì xin thỉnh chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppadipanno bhagavato savakasaṅkho Sangkhang Namami. Nhà quý vị đợi cho tí xíu. Sư đang giảng trên phim. Dạ, kính lễ chư tăng và chào quý vị. Câu kệ ngôn pháp cú số 5
Chúng ta vừa bắt đầu cho cái bộ kinh Pháp Cú trở lại. Hôm nay đến câu kệ số 5. Và câu kệ ngôn Pháp Cú số 5 có nội dung như sau: Nahi verena verani sammanti thakura cha năng Averena cha sammanti Esa dhammo sanantano. Với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, là bản dịch văn xuôi của Ngài Indachana Chánh Tăng. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ lặng yên dứt bằng sự hận thù, và chúng được lặng yên hay chấm dứt bằng sự không hận thù. Điều này là quy luật cổ xưa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bài học đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 5 này. Nahi verena verani. Nahi verena verani, ná có nghĩa là không, hí có nghĩa là thật vậy, verena có nghĩa là sự thù hận, được chia ở sở dụng cách e ná. Verena, verani cũng có nghĩa là sự thù hận, nhưng được chia chủ cách ani, trung tánh số nhiều. Ở trong danh từ Pali cũng là một cái danh từ vera, nhưng chia ở các cái pháp khác nhau thì sẽ có một cái vị trí từ loại khác nhau, những cái chức năng khác nhau ở trong câu. Giống như cái từ vera được chia ở sở dụng cấp thì là verena, chia ở thì là verani. Câu thứ hai, sammantitha kuda cha năng. Sammantitha kuda cha năng. Sammantitha được hình thành bởi hai từ, đó là sammanti cộng với lại ý thác. Khi hai cái từ này gặp nhau kết thúc là một nguyên âm ý của sammanti và bắt đầu là một âm ý của ý thác, thì sẽ kết hợp lại bằng cái luật sanh thí thành y thác. Sammanti thác, Sammanti cộng ý thá. Sammanti có nghĩa là chấm dứt, lặng yên, chấm dứt hay lặng yên. Và chúng ta cũng có thể xóa đi, xóa đi ý thá. Ý thá là ở đây, ở đây có ám chỉ cho là ở cái thế gian này, ở trong tam giới này. Ý tha lô kê, ở thế gian này. Cú chánh năng có nghĩa là từ trước đến nay, từ trước đến nay. Từ trước đến nay. Sammanti tha kura cha năng Averena cha sammanti. Averena cha sammanti. Câu thứ ba, Averena là có nghĩa là sự không hận, cũng xuất phát từ cái danh từ vera là sự hận thù, cộng với tiếp đầu ngữ á có nghĩa phủ định. Phủ định lại, không có hận thù.
chá có nghĩa là và, samanti chúng ta vừa mới học ở trên đó là lặng yên hay là chấm dứt, samanti lặng yên chấm dứt hay là xóa, xóa đi. Câu kết cuối cùng, câu thứ tư, esa thammo sanantano, esa thammo sanantano. Esa là điều này, esa là điều này, thammo, thammo thường chúng ta sẽ gặp cái từ này là cái từ giáo pháp. Nhưng cái từ thâm mô đây cũng còn một cái nghĩa, đó là cái chân lý. Cái chân lý hay là cái định luật, chân lý hay là định luật. Sanantano, sanantano có nghĩa là ngàn xưa hay là cổ xưa, ngàn xưa hay là Esa thammo sanantano. Như vậy là chúng ta đã sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 5 này. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 5. Nahi verena cha sa, nahi verena verani samanti thakura chanang verena cha samanti esa thammo sanantano. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, hoặc là bản Việt ngữ của ngài Giới Đức. Nếu ai lấy oán báo thù, oán quan tương báo thiên thu hằng sầu, từ định luật nhiệm màu lấy ân báo oán, còn đâu oán thù. Nam mô Bụt Thà Giá. Tiếp theo lớp học chúng ta sẽ tìm hiểu về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 5 này. Dạ, kính thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 5 này có một cái nội dung nói về cái sự quan trái của hai chúng sanh. Với cái tựa đề được trích ra đó là Kali Yakini Ya Upati Vathu, người sanh làm nữ dạ so. Cái tích truyện liên quan đến cái người sanh làm nữ dạ so là cái tích truyện hiện tại trong thời có Đức Phật. Lúc đó thì Đức Phật ngài đang ngự tại chùa Kỳ Viên Chitawana. Còn trong xuyên suốt cái nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu thấy rằng Đức Phật ngài đã kể lại cái quá trình cũng như là cái nguyên nhân bắt đầu cho một cái mối quan trái từ ở nhiều đời trong quá khứ. Cái mối quan trái này nếu chúng ta kể hết thì sợ không có đủ thời gian, xin tóm như vậy. Thì có một cái gia đình nọ, khi mà lập gia đình đó thì cái cậu con trai là người con độc tôn, cái người con trai duy nhất ở trong nhà đó, thì để lập gia đình có con nói giỏi cũng như là hữu hỷ trong gia đình đó, thì người mẹ đã lập gia thất cho người con. Nhưng mà cái người vợ đầu tiên thì bị cái hiếm mọn, tức là không có khả năng để mà sinh con. Rồi do vậy cho nên người mẹ mới định tìm thêm một cái người
vợ thứ hai cho cái người con của mình. Thì trong cái thời tùy theo cái thời kỳ, có những cái thời kỳ đó, thưa quý vị, rằng một cái người chồng có thể có nhiều vợ, nhưng mà theo cái định cái luật hiện hành tại bây giờ thì rất là nhiều nơi đã không còn cái việc đó nữa, chỉ một chồng một vợ mà thôi. Thậm chí mình còn có giới hạn cái sinh con để mà quản lý về số lượng dân số ở trong một đất nước. Thì cái thời điểm đó thì gia đình đã tìm thêm một cái người vợ kế, cái người vợ thứ hai cho cái cậu con trai. Thì khi mà cưới về đó, thưa quý vị, một người chồng, hai người vợ tuy là xã hội cho phép, nhưng trong tâm trí của những người làm vợ đó thì rất là coi trọng cái vị trí ở trong nhà. Nếu như là cái người vợ vén khéo, giỏi giang vẫn chưa đủ, bởi vì trong gia đình cần có người để nói dỗi, cần có người để sanh con cái. Thì khi mà cái người vợ nào sanh được những người con đó, thì cái người vợ được mẹ chồng hay là gia đình bên chồng hay là thậm chí người chồng xem trọng hơn. Thì cái người vợ đầu đó, do là bị cái bệnh hiếm mọn không có sanh được, và cái người thứ hai thì có khả năng sinh con được, cho nên người vợ đầu sanh cái tâm ganh tị, hiềm khích, và sợ rằng khi mà cái người vợ thứ hai sanh con đó, sanh cho chồng mình một đứa con đó, thì cái vị trí trong gia đình của mình đó, không còn giá trị nữa. Cho nên cô đã tìm cách để mà hãm hại, bằng cách đó là khi người vợ hai bắt đầu mang thai đó, thì cô tìm cách để cho uống những cái loại dược phẩm để làm thư thai. Và cái điều đó nó xảy ra hai lần, và đến lần thứ ba thì cô vợ hai phát hiện cái âm mưu của người vợ vợ cả. Và cái điều đáng tiếc xảy ra đó là cái người vợ cả đó vẫn tìm mọi cách để hãm hại. Và cái lần này thì do cái liều thuốc quá mạnh và do cái thai nhi đã quá lớn, cho nên đã gây một cái án mạng cả mẹ lẫn con. Và trước khi chết, trong một cái tư tưởng hận thù, bực bội, khó chịu và đau khổ của cái người vợ hai đó, thì đã cột quan trái mãnh liệt với cái người hãm hại con mình. Và cái sự quan trái đó nó báo đáp lại, nó cột quan trái với cái người vợ cả đó, kéo dài nhiều kiếp, sanh ra gặp nhau, hãm hại lẫn nhau, trả đũa lẫn nhau, cho đến cái kiếp cuối cùng khi gặp Đức Phật xuất hiện, thì hai cái chúng sanh này, cái mối quan trái của hai chúng sanh này mới được chấm dứt. Và khi mà gặp Đức Phật đó, thưa quý vị, rằng Đức Phật ngài đã xoa dịu cái sự quan trái này bằng cách là ngài thuyết lên một vài pháp nói về cái hạnh từ bi, nói về cái sự mát mẻ, nói về cái việc mà hạnh phúc của cái việc không có quan trọng. Rồi ngài kể lại
những cái tiền kiếp quá khứ hai người này cột quan trái với nhau, hãm hại lẫn nhau. Và sau khi nghe được câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể, Ngài sắp tấn khích lệ, làm cho hai người phải nói là sanh cái tâm rùng rợn, khiếp sợ. Thì sau cái thời pháp đó, cái người sanh làm nữ dạ xoa đó đã chứng được cái quả tu đầu rồi. Và hai người, hai chúng sanh đó được bỏ và sống với nhau hòa thuận. Cái điều này đó, thưa quý vị, rằng ở trong cái đời sống của mình đó, mình thấy rất là nhiều, nhưng mà mình không đủ khả năng để mà mình thấy được cái nguồn cội gốc gác. Tịnh Đạt thấy một cái ví dụ, chúng ta thử tưởng tượng nếu như chúng ta có cái khả năng như Phật, hay là có khả năng gần giống như Phật, hiểu được cái nguyên nhân gốc gác của mọi việc nó diễn biến ở xung quanh mình hay trên chính bản thân mình. Như là trường hợp của hai chúng sanh cột quan trái này á, thì thưa quý vị rằng chúng ta nhàm chán rất là dễ dàng. Chúng ta không có cố chấp nữa để mà thù ghét lẫn nhau. Bởi vì nếu mà một người sống 50-60 tuổi đó, 70-80 tuổi, kinh nghiệm đã dài dặn rồi đó, thì chúng ta đủ để mà nhàm chán cái gọi là dục lạc, hay là nhàm chán, hay là rất là khiếp sợ về cái việc đó là cột quan trái. Khi còn trẻ đó thì chúng ta có cái sự háo thắng, có cái nhiệt huyết để mà tranh đấu, để mà giành giật, để mà hơn thua. Nhưng khi mà đã có tuổi rồi đó, đã có cái kinh nghiệm sống bề dày, đã hiểu được cái sự thật của cuộc đời rồi đó, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này không có đáng gì để mà chúng ta hận thù, tranh đấu hay là hãm hại lẫn nhau. Bởi vì chúng ta là những người đang cùng trong một cái chiến đò, hay là đang cùng trong một cái mắc kẹt ở trong một cái đầm lầy của cái phiền não. Thì khi mà hiểu được rằng chúng ta đang cùng trên một cái chuyến đò, hay là cùng đang bị gấp mắc phải cái sự khó khăn ở trong phiền não đó, thì chúng ta phải biết thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nó là như vậy, nhưng mà thật sự ra là do cái trí tuệ, do cái kinh nghiệm chúng ta còn non nớt. Nhiều lắm thì chúng ta chỉ kinh nghiệm ở trong cái kiếp này thôi. Còn nếu như mà chúng ta có cái khả năng mà nhớ, biết được, hiểu được nhiều cái đời trong quá khứ, thì Tịnh Đạt thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều dễ dàng bỏ đi cái tánh tham lam, hay là sân hận, hay là cái sự quan trái hận thù với nhau. Một cái điều rất là chắc chắn như vậy. Và hai cái chúng sanh trong cái tích chuyện này rất là may mắn, khi mà đã cột quan trái nhiều đời trong quá khứ, đến kiếp này sanh ra lại gặp Phật, thì Đức Phật Ngài đã kể và phân tích rõ cái nguồn cội, ngọn ngành về cái nhân, cái quả của cái việc làm không có chính đáng. Hôm trước Tịnh Đạt có với vị đó là chúng ta gặp nhau ở lại trong cái thế gian này đó, là chúng ta đã từng gieo cái duyên
gặp nhau đây là cái duyên, và cũng gặp nhau đây là cái nợ. Thương nhau cũng lại gặp nhau, mà ghét nhau cũng lại gặp nhau. Thương bằng cái ái luyến cũng gặp nhau, mà thương bằng cái từ bi cũng gặp nhau, mà hận thù, quan trái, ghét nhau cũng gặp nhau. Gặp nhau trường hợp, gặp nhau là kẻ thù, mà cũng gặp nhau đó là quyến thuộc. Quý vị để ý trong đời sống của mình đó, hàng xóm hay là trong cái gia đình của mình đó, mà có nhưng mà nhau thương yêu còn gây khổ cho nhau. Đó là cái thứ nhất. Khi mà lớn lên chúng ta lập gia đình, cưới vợ gả chồng, thì cái người đời chúng ta đó, nhưng mà cái người yêu này chưa chắc là cái người duyên ở trong quá khứ, mà nhiều khi là nợ. Rồi khi mà lập gia đình xong, thì tiếp chúng ta lại thử thách, đó là cái duyên hay là tiếp tục. Thì hoàn toàn cái đề ở tất cả quan hệ đó, ta còn làng xóm việc cái nào được, thì các đó có thể lặp lại cái thứ tự, bất kể từ đây về sau khi mà bắt đầu một cái câu hay là một cái mối quan hệ, chúng ta hãy xây dựng trên một cái nền tảng từ bi, xây dựng trên một cái nền tảng là giúp đỡ. Khi mà chúng ta sẽ ra ngoài xã hội, ngoài đường đó, có nhiều cái tình huống xảy ra, hay là những cái báo chí đưa tin, thì chúng ta hãy khởi lên cái tâm nhàm chán nhiều hơn là cái tâm đánh giá hay là bình luận. Bởi vì cái việc bình luận nhiều khi chúng ta thấy xem đó là cái việc tự do, nhưng mà vô tình nó sẽ là cái cột quan trái. Nhiều khi cái bình luận của mình nó là vô thưởng vô phạt, nhưng nhiều khi nó vô tình nó là cái sát muối lên vết thương, hay là đổ dầu vào lửa, thì chúng ta cũng đang cột quan trái, tức là tạo cái nợ cho cái kiếp tương lai với cái chúng sanh đó. Cho nên chúng ta hãy cố gắng, cái điều này chúng ta có thể tập được, nhưng mà chúng ta cũng phải luôn luôn ghi nhớ. Khi mà nói chuyện hay là tiếp xúc hay là giữ một cái mối quan hệ, hãy xây dựng trên một cái nền tảng từ bi, trên một cái nền tảng tương thân tương ái, chứ đừng có vì cái lợi ích, vì cái lợi nhuận, vì cái hơn để mà chúng ta chèn ép, chà đạp hay là buông những cái lời nói làm cho người khác bị đau khổ, thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho mình và những cái chúng sanh đó cột quan trái lẫn nhau. Và khi mà cột quan trái thì chúng ta khó có cơ hội nào mà giống như được phước như hai cái chúng sanh ở trong tích truyện gặp được Phật để mà khởi quan trái đâu. Và quý vị biết thấy rằng cái người nào mà có nhiều cái quan trái ở trong cuộc đời sống của mình đó, tự nhiên cái cuộc sống của họ nó không có bình an, mặc dù có nhiều tiền, nhiều của, nhiều quyến thuộc, nhiều anh em, nhưng mà cuộc sống cũng không có bình an.
nè, cứ phập phồng lo sợ, nói chuyện là thì chê vô duyên, có mối quan hệ nào cũng không có bền lâu. Được một khoảng thời gian thì người ta lại đâm ra người ta ghét, người ta không có tiếp xúc nữa. Làm ăn thì được một thời gian đầu không có bền. Nhiều khi người ta tiếp xúc với mình là tiếp xúc về cái danh, cái lợi, lợi dụng nhiều hơn là bằng chân thật. Thì quý vị thấy xét rằng tất cả những cái thứ đó là do cái nhân mà chúng ta cột quan trái với nhiều người, quá là nhiều người. Cho nên ở trong cái đời này sinh ra chúng ta toàn là gặp nợ không à. Chúng ta không gặp. Và để cải thiện cái việc đó thì chúng ta phải ý thức. Ý thức cái việc hành động của mình, từ thân, lời nói và cái ý suy nghĩ. Phải ý thức cải thiện từ bây giờ để mà ngăn chặn cái nợ nó phát sinh ở trong cái tương lai. Còn về cái ý nghĩa của câu kệ ngôn này thì khi mà chúng ta đọc, chúng ta cũng đã lãnh ngộ được phần nào, và kết hợp với lại cái duyên sự, chúng ta càng hiểu rõ hơn một cái bài học kinh nghiệm quý giá. Nếu như mà không có Phật giáo ra đời, thưa quý vị, rằng cái lời dạy của Phật giáo là lời dạy nói không với bạo động, bạo lực. Nếu như không có cái Phật giáo ra đời thì không biết cái việc mà chấm dứt cái khổ đau, chấm dứt cái quan trái này nó phải dùng cái phương pháp nào. Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Cái việc hận thù, diệt hận thù, quý vị nên hiểu rằng cái từ sammantitha, sammanti đó là cái sự chấm dứt hay là cái sự xóa đi, cởi bỏ cái quan trái. Chúng ta đừng có bám vào cái từ diệt. Nhiều khi cái từ ngữ trong tiếng Việt chúng ta có cái hình thức đó là cái âm thanh nó làm cho chúng ta liên tưởng. Cái từ diệt nó mang một cái sức mạnh để mà chèn ép, để mà làm hại, giống như chúng ta nói là diệt cỏ hay là diệt côn trùng vân vân. Thì cái từ diệt này là từ sammanti, là cái sự chấm dứt, là cái sự cởi bỏ, cái sự xóa đi cái quan trái, cái hận thù. Chỉ có cái từ bi là chấm dứt, là xóa đi cái hận thù. Chúng ta không thể nào lấy lửa để mà dập lửa, mà chúng ta cần phải lấy một cái vật liệu, cái chất liệu đối nghịch lại, làm mát như nước để mà tưới lên, dập tắt cái ngọn lửa đang cháy. Chính vì vậy mà cái mẹo ở trong cái đời sống của mình, khi mà mình bị sân hận, mình bị khó chịu thì dẫn đến những cái hành động không có chính đáng, cái lời nói không có chính đáng, thì cái mẹo thường cái lớn hay dạy đó là chúng ta hãy ngay lúc đó chúng ta đừng có vội để mà xử lý công việc. Bởi vì khi mà chúng ta vội xử lý công việc với cái tác động của cái sự khó chịu, thì thường cái công việc xử lý nó sẽ dẫn đến cái rủi ro rất là lớn. Thì các vị dạy rằng ngay lúc đó chúng ta hãy khoan vội xử lý công việc, mà hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc là uống một cái ly nước mát. Khi mà tâm tính của chúng ta nó dịu bớt rồi đó, thì chúng ta sẽ nhìn cái vấn đề nó nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng hơn. Khi mà ở trong phim, nhất là những bộ phim mà nói về cái đề tài đó là
cái người con khi mà cha mẹ bị kẻ thù giết hại rồi đi tìm thầy, đi vào núi đi tìm thầy để mà luyện công phu về trả thù rửa hận, thì cái đề tài phim đó một thời gian rất là được chuộng. Nhưng mà xét cho kỹ rằng đó, khi mà cái người con luyện thành công phu để mà rửa hận cho cha mẹ đó, thì cũng giống như là hận thù, đem diệt cái hận thù. Thường thì cái nhân vật chính sẽ thành công ở trong cái tập cuối, và cái kẻ ác bị tiêu diệt. Cái ý nghĩa của cái việc này đó là cái người đạo diễn muốn nói lên cái thiện, cái không phải cái thiện mà là cái chánh luôn luôn thắng cái tà. Nhưng mà đó là cái quan niệm thế gian. Cái chánh họ cho là cái chính nghĩa, là người có thù thì phải trả, còn cái tà thì là những người làm những cái việc cướp bóc hãm hại thì chánh luôn thắng tà ở cái tập cuối phim. Nhưng mà cái người trên phương diện Phật giáo mình nhìn đó, thì oan oan tương báo. Khi mà một người trả thù vì gia đình thì cái gia đình bị trả thù đó lại tiếp tục cột oan trái và tìm đường, tìm cái cách để mà phục thù trở lại. Trong cái sự hận thù họ không có chính tà, không có chính nghĩa hay là phi chính nghĩa, mà là cái sự hơn thua để cho giả hả cái cơn hận. Thì từ cái việc này chúng ta thấy rằng cái việc mà đáp trả lại bằng cái sự hận thù với nhau đó thì không có điểm dứt. Bởi vì chúng ta thấp cổ bé hồng, không có bằng người kia, cho nên chúng ta chịu lép vế. Nhưng một khi có cơ hội, chúng ta liền đáp trả những cái gì mà người kia chèn ép mình. Đó là một cái lối sống, một cái suy nghĩ không xây dựng lên trên cái nền tảng từ bi mà Đức Phật ngày dạy. Đó là một cái lối sống khiến cho mình càng bị lún sâu vào trong cái khổ đau, lún sâu vào trong khổ đau, và càng lún sâu thì chúng ta càng bị mơ mờ, càng bị tối âm, tối tua, tối nó che phủ, không còn cái trí tuệ sáng suốt để mà nhìn thấy. Chỉ có cái hạnh từ bi mà Đức Phật ngày dạy đó là mới cởi được cái quan trái, xóa đi cái hận thù. Cái điều này nếu mà đem áp dụng trong cái cuộc sống của mình đó, mình thấy nó không hẳn là chỉ là cái việc cần có hai đối tượng A và tượng B mới là cột quan trái, mới là áp dụng cái câu này. Mà Tịnh Đạt muốn nói đó là ngay cả những cái sự xảy ra xung quanh mình, giống như là trời mưa, trời nắng, thời tiết nóng, thời tiết lạnh, hay là cái căn phòng có nhiều tiếng ồn, có nhiều cái con vật như kiến, bồ hông, những cái điều kiện sống xung quanh mình á, nó cũng làm cho mình bị khó chịu. Mà chúng ta không có tập cái hạnh mát mẻ đó, chấp nhận đó, thì chúng ta cũng rất là dễ xảy ra cái tình trạng là bực dọc khó chịu. Cái bực dọc khó chịu này nó sẽ đưa đến đó là cái người nào mà hỏi chuyện mình trong cái lúc đó đó,
hay là cái người nào mà điện thoại mình trong cái lúc đó đó, thì chúng ta dễ dàng cột quan trái với cái người đó. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta bị mất ngủ vào buổi tối mà ban ngày mà chúng ta đang nghỉ, chỉ cần cái người nào vô tình, họ không có cố ý để mà đánh thức mình hay là gõ cửa làm phiền, tự nhiên mình cũng cột quan trái với người đó nữa. Nó có nhiều cái trường hợp như vậy. Cho nên để tập được cái điều này là chúng ta cũng phải tập đến cái việc đó là không có khó chịu với cái điều kiện sống xung quanh, thì lúc đó cái rủi ro hay là cái việc mà cột quan trái với chúng sanh khác nó sẽ giảm bớt cái phần trăm đi nha. Bữa nào mà ra đường trời nóng quá mà chúng ta không kham nhẫn được đó, thưa quý vị rằng dừng đèn đỏ mà ai bóp bóp bấm kèn thôi là chúng ta thấy cái gương mặt của người đó là chịu rồi, khó ưa rồi. Hoặc là bữa nào mà trời mưa mà về tới nhà mà nhà khóa cửa mà kêu cửa không không có chịu ra mở sớm, nhà mở nhanh kè kêu cửa 2-3 phút mới ra tới mở cửa là coi như là không muốn ăn cơm rồi. Đó là những cái việc mà chúng ta sẽ để ý. Không phải là cái việc cột quan trái giống như là trong chuyện đó là hai cái chúng sanh này giết hại lẫn nhau mới là cột quan trái, mà là trong cái điều kiện sống chúng ta cũng phải tập để bớt đi cái rủi ro khiến cho chúng ta cột quan trái với chúng sanh khác. Thì khi mà chúng ta để ý cái việc này, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc mà tu tập rèn luyện cái tánh từ bi, cái tánh mát mẻ hay là cái sự kham nhẫn, chấp nhận, nó rất là căn bản và cái nền tảng rất là vững chãi khi mà chúng ta xử lý các cái tình huống xung quanh mình xảy ra. Và Tịnh Đạt cũng xin nhắc lại đó là chúng ta hãy tập từ những cái lúc đó là chúng ta còn khỏe, còn tỉnh táo, còn có những cái khả năng để mà ghi nhận chánh niệm kịp, còn như là không có cái sự hàm thụ từ lúc bây giờ đó, tình huống xảy ra thì chúng ta rất dễ bị bó tay. Chúng ta làm theo cái quán tính, cái thói quen thường ngày. Trời nắng thì thăng nóng, trời lạnh đó, trời mưa thì thăng lạnh, làm mà trễ nải thì phiền, làm mà không ý, không như ý thì trách móc. Tất cả những thứ đó sẽ là cái rủi ro để mà cột quan trái với một cái chúng sanh nào đó. Thì tôi biết rằng câu kệ ngôn pháp cú số 5 này, cái ý chính đó là chúng ta phải nhận ra cái việc cột quan trái hay là cái sự không ưa không ghét, không ưa không thích, nó sẽ là cái mối họa cho cái cuộc sống của mình, là cái mối phiền phức ở trong cái cuộc sống của mình khi mà chúng ta tiếp xúc giao du hay là trong những cái kiếp tái sanh trong tương lai. Chính vì nhận ra điều này, chúng ta sẽ tìm cách để mà ngăn chặn, không cho cái sự quan thù thêm cơ hội để mà sanh khởi. Đó là cái ý của câu kệ ngôn số 5 này. Tịnh Đạt xin được đúc kết lại và xin kết thúc cái buổi chia sẻ bài học qua câu kệ ngôn pháp cú số 5 này. Xin kính chân và toàn thể quý vị luôn luôn được sự an vui an lạc ở trong giáo pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời các vị MC trở lại đây. Sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng Châu Rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ đi hoan hỷ điển thuyết cho đại đức trời tuyển cho ngày hôm nay để thuyết giảng bài kinh pháp cú số 5 đến hạ Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa
Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Dạ, con cũng xin được thay mặt đại chúng giáo rung kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh Từ Bi hoan hỷ chúc phúc cho rung sau thời pháp. Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Minh Hạnh. Bằng là lăng rạc khăn tu sắp bê đê vô tân sắp mà bù đà nữ hòa quê nà sá đa sơ trụ đê bà quá tu sắp bà mặn là lăng rạc khăn tu sắp bê đê vô tân sắp bà hàm mà nữ hòa quê nà sá đa sơ thị bà quân trụ đê bà quá tu sắp bà mặn là lăng rạc khăn tu sắp bê đê vô tân sắp bà sông khăn nữ hòa quê nà quê. Có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tác sự thánh lợi thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thần tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lần thầy. Dạ, con xin được thay mặt đại chúng thành kính chân đức Minh Hạnh Từ Bi hoan hỷ chúc phúc cho rung sau khẩn nghe pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Idang no mata pitu nang hồn tu yati nang hồn tu kuru pakjaya acharya nang hồn tu sape thevana.